Xin chào các bác nông dân. Hôm nay tôi xin chia sẻ một giải pháp phun thuốc hiệu quả cho nhà nông mình, đó là Silwet 408. Silwet 408 là một chất hỗ trợ phun thuốc chuyên dụng, giúp thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hay phân bón lá phát huy tác dụng tốt hơn. Điểm đặc biệt của Silwet 408 là nó làm giảm sức căng bề mặt của nước, giúp dung dịch phun trải đều trên lá, thâm sâu hơn. Các bác có biết dùng Silwet 408 có thể giúp mình tiết kiệm nước và thuốc không? Vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa bảo vệ môi trường, giảm tác động xấu đến đất đai xung quanh. Cách dùng Silwet 408 cũng dễ lắm. Các bác chỉ cần pha khoảng 0,1% đến 0,15% Silwet 408 vào bình xịt, lạc đều rồi phun như bình thường thôi. Quan trọng là Silwet 408 không độc hại cho người dùng và cây trồng nếu mình làm đúng hướng dẫn. Nhưng nhờ nhé, lúc phun thuốc hay phân bón, nhờ đeo găng tay và khẩu trang cho an toàn. Nhiều bác nông dân đã dùng thử Silwet 408 và thấy hiệu quả rõ rệt. Cây khỏe hơn, năng suất cao hơn mà chi phí lại giảm. Thế thì tại sao mình không thử ngay nhỉ? Các bác muốn tìm hiểu thêm thì vào trang web didaplan.vn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác vụ mùa bội thu. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác.